Hôm bữa hôm nay đứng im. Dạ. Chả biết thế nào. Đấy, con này hôm chuyển cơm về này. Con ở trong đấy. Dạ. Chuyển cơm về xong có cho ai là thế thôi đổi lại. Hay. Lu ấy lu này làm cái chim gì phải làm. Đấy. Chính là chim của Lam vẫn dám chó hơn chim mình. Dạ, sợ lắm. Chim mình không sợ chó mày. Kiểu con chó nha, nó không dọa chim. Đấy, giờ lấy đấm thì hót mạnh.